chỗ á. Chào bạn trở lại với kênh của Bình Vlog. Các bạn ơi, buồn quá, buồn quá. Mấy ngày nay dịch không biết mua gì hết trơn á. Hai anh em mình muốn làm clip cho các bạn xem nhưng mà không mua được gì hết trơn á. Nên hai anh em mình đã suy nghĩ ra được một cái thử thách, đó là cây mì. À, ăn mì wasabi nha. Một cây là ăn vô đồng. Này ba nè, ba đây ơi. Không ăn như thôi nha các bạn. Tại vì một cái đồ nặng, một cái miếng nhỏ giờ này là đủ lấy nước mắt của hai anh em mình rồi. Ừ. Vậy thì sẽ bắt tay vào làm nha. Mỗi đứa một gói với mà nửa wasabi nha. Ai mà ăn hết sẽ được caramel thưởng cho 50.000. Đây, giờ sẽ giờ thì mình sẽ xé mì để bỏ vô rồi ngồi đi nấu nha. Lanh chanh quá. Mì này là mì chua cay, tức là nhưng giờ là bỏ wasabi vô là cay chua hơn nhiều. Em vẫn lanh chanh quá. Kêu pin đổ nước sôi vô nha. Mình chén nước nha bạn. Trời. Tới tiết mục kinh nhất. Lại nói mà. Ok các bạn, mì đã làm xong rồi nhưng mà thứ sợ nhất nãy giờ một tạt mùi tạt nha, nói hằng muỗng thôi. Giờ mình nặng mỗi đứa một muỗng nha. Đúng gì ta, đúng đấy câu bố. Ui ăn một muỗng nha các bạn, nha muỗng đồng lên luôn, nó đục đi mà anh hứng mà. Giờ là mình sẽ bỏ vô nha. Quá bạn ơi, trời, mỗi đứa muỗng cay quá trời luôn. Giờ cả hai bỏ vô nha, tay rung luôn. Sao quậy vô nha, quậy lên. Trời ơi. Nó xanh lên kìa, nó nồng. Lắc nó mùi nó phê quá. Mời các bạn nha. Đây, ngâm nước vô nè bạn. Bạn lên. Ô. Nó nặng quá. Mẹ uống nước vô. Trời. Giờ lên nó xa nó nặng quá. Nó bạn ơi. Ăn nha bạn. Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Trời nóng quá bạn ơi. Tao ăn super đi. Cay quá. Muốn bỏ cuộc nhưng mà dịch đồ ăn đang ít dần nên mình phải dặn được 50.000 để mua bánh mua kẹo về vô ăn. Chung là cả hai thằng vẫn không chịu được. Cay quá, cố gắng các bạn. Cay quá. Cay quá. Cay quá.
đã cố gắng làm clip cho mấy bạn xem. Mong các bạn cho mình hai nhà mình một like. Em coi chia sẻ mạnh tay lên ơi. Ui trời sai quá. Nồng quá. Trời ơi nhẹ mặt bên kìa. Mặt bên đỏ luôn rồi kìa. Anh vô hết đi. Bạn ơi cố lên em ơi. Cố lên ha. À. Ok. Cố lên. Ai á, nhìn khóc luôn á. Anh nữa chọn lên nha bạn. Mà tặng mảnh mới bạn. Bạn mua một tặng này Hàn Quốc á bạn. Trời nó nồng. Nồng chóng mặt quá. Nồng mảnh. Dạ. Nồng quá. Nồng quá. Mấy bạn không làm bất cứ mình nha. Ho bệnh á. Không thấy họ bệnh đâu. Mà là ăn vô ăn mì thì các bạn không, cái mồm các bạn không bị gì đâu chứ. Cái lúc mà các bạn uống hút hết nước á, cái mồm mà ăn to lắm. Hai nha, mình muốn làm clip cho các bạn xem thôi. Chứ để ăn ở ngoài đời các bạn mà nặng vậy á, nặng nửa cây wasabi vậy nè. Này là ăn vô cay lắm. Cay lắm, nồng lắm. Này em lên. Mấy bạn đừng làm theo nha. Chứ ăn cay lắm. Cay lắm. Nóng lắm. Nó ăn được thôi các bạn. Ủa nước vô mạnh. Ủa nước vô mạnh. Mấy bạn ơi, mày chơi ác quá. Nhi anh nè, bên nè. Có một tài không. Má nồng ghê luôn á. Bật một chí khó. Mấy bạn không làm bất trước mình nha. Thôi thì mình sẽ cố gắng. Nước ơi. Trời cay nồng mát luôn. Quăng không. Clip này mình không hề bắt chước clip nào nha. Cái nào cho hai nha mình nghĩ ra á, chứ không bắt chước clip nào đâu. Quá bạn không? Nước mì thì nóng, xây qua sao bì thì nó cay. Nó cay nó tặng một mình luôn rồi. Đây bạn. Nãy mày cho mình chơi ác chơi. Nãy chơi ác các bạn. Đúng không? Cài quá các bạn ơi. Nãy giờ mình ăn xíu đây rồi. Thấy mẹ. Mình chảy nước mũi rồi. Thôi chắc hai anh em mình chia tiền quá. Kêu mỗi thằng 25.000. Ôi binh nó hết rồi kìa. Mày lo mày ngồi đó mà. Cố gắng nha bạn. Bố cuộc mạnh lấy tiền mình hết. Biết bây giờ tại do không bạn. Tiền á. Dịch đó bạn. Mua bánh kẹo sinh tồn mà. Thử thách nha bạn. Thử thách anh đúng giờ trên gác. Đúng mạnh. Các bạn nhìn thấy tụi mình cay là biết rồi đó. Bạn nên đặt cho cái món mì này cay tới cấp bao nhiêu? Cho hai tụi mình là đặt. Các bạn biết cái này có mấy không? Cấp 11 với cấp 12 luôn. Nghĩa là mà ăn mì nó còn mạnh hơn cái gói mì siêu cay nữa. Mình thắng rồi nha bạn. Cài quá các bạn thắng. Chắc mà chịu ngu quá. Rồi vậy là Binh Vlog phải thắng rồi. Yeah. Binh chạy thử được 50k. Còn bạn thua nha bạn. Mình là người thua nha. Mình nha, chúc mừng Binh là người thắng được 50.000 nha.
Thôi mình nói chung đây, bạn nếu bạn nghe bạn clip này á, bạn hãy cho mình một like, chia sẻ, một cái đăng ký và một cái nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Dạ thì hẹn tất cả các bạn về biết sau, cả các bạn về những clip sau. Bye 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 bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.